Chiều ngày 11 tháng 12, ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tháng 12 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2024. Tính đến nay, toàn huyện đã xử lý cây trồng nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp và chuẩn bị xong mặt bằng đạt trên 142% so diện tích được giao. Trồng rừng đạt trên 70% diện tích đã giải phóng mặt bằng. Tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 150% kế hoạch. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 30 tháng 11 đạt trên 102% so với dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của hai xã Tân Hội và Tân Hà đang hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và ở nội địa ổn định tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi khó khăn trong thời gian qua đồng thời đề xuất những kiến nghị để hội nghị thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới đạt kết quả tốt nhất